Trừ hai năm 2020-2021, dịch COVID-19 bùng phát. Trong giai đoạn từ 2017 đến 2019, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu luôn đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng từ 18 đến 20% năm. Sang năm 2022, khi cả nước bước vào nhịp sống bình thường mới, tập trung hồi phục thương tổn hậu dịch, du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu nhanh chóng bắt nhịp chuyển mình mạnh mẽ và tiếp tục gặt hái những thành tựu nổi trội. Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của Hiệp hội Du lịch, mái nhà chung của các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, Hiệp hội Du lịch đã chủ động kết nối giữa Bà Rịa - Vũng Tàu với các tỉnh thành bạn và các vùng miền, kết nối cộng đồng doanh nghiệp du lịch dịch vụ nội tỉnh, giúp các doanh nghiệp hội viên tìm thị trường mới, thị phần lâu dài, gắn kết các thành viên trong hiệp hội để phối hợp nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Cụ thể, từ năm 2017 đến 2019, Hiệp hội Du lịch đã ký kết hợp tác xúc tiến du lịch với các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ bằng các hoạt động farm trip, tham gia các sự kiện quảng bá, khảo sát dịch vụ, ký kết hợp tác về du lịch, thị phần, tham gia các đoàn xúc tiến du lịch ra nước ngoài. Khi mà tham gia cái chuyến trải nghiệm lần này thì mình nghĩ là mình sẽ có rất là nhiều những cái tác phẩm để có thể giới thiệu đến các cái khán giả của mình, để có thể cho mọi người nhìn thấy một cái diện mạo của Bà Rịa - Vũng Tàu rất là mới mẻ. Khi mà người ta cho rằng là Bà Rịa - Vũng Tàu thì gần thành phố quá quen thuộc rồi, không có gì để đến ngoài biển, thì thật ra là không có. Ở đây có rất là nhiều những cái điểm đến mới, mà như là ở Bảo Tàng mình nghĩ là cũng chưa nhiều người biết đến điểm đến này, hay là suối nước nóng Bình Châu bây giờ họ đã có những cái diện mạo rất mới, và mình tin rằng qua những cái truyền thông thì mọi người sẽ biết đến nhiều hơn và đến đây để tham quan. Khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Hiệp hội Du lịch đã hành động ngay nhằm khẳng định du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu an toàn giữa đại dịch bằng việc phối hợp với Sở Du lịch tổ chức thành công hội nghị kích cầu du lịch, mời các đoàn fresh trip, farm trip ngoại tỉnh về tham quan, khảo sát nhiều tuyến điểm du lịch để có cái nhìn toàn diện về bức tranh du lịch trong dịch bệnh của Bà Rịa - Vũng Tàu. Đặc biệt, năm 2021, đại dịch lan nhanh trên toàn cầu làm tê liệt hoạt động du lịch do chính sách giãn cách xã hội phòng dịch. Hiệp hội Du lịch luôn sát cánh động viên, lắng nghe, chia sẻ, tìm giải pháp tháo gỡ cho hội viên. Các khó khăn vướng mắc của hội viên đã kịp thời được kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền. Từ đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan đã có những chính sách hỗ trợ thiết thực như ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho lao động ngành du lịch, giảm giá điện, nước, trợ cấp thất nghiệp cho lao động ngành du lịch, giãn, khoanh nợ tiền thuê đất, giãn nộp bảo hiểm xã hội, miễn giảm thuế VAT. Những chính sách trên giúp doanh nghiệp thêm động lực để khi trở về trạng thái bình thường mới, nhanh chóng vào guồng hoạt động. Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch còn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, coi đây là trụ cột chính trong việc phát triển của ngành du lịch. Hiệp hội Du lịch thường xuyên duy trì mối quan hệ hợp tác với các trường, các tổ chức đào tạo nhân lực du lịch, tham gia góp ý vào chương trình giảng dạy phù hợp thực tiễn, kết hợp tổ chức tập huấn kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho lao động ngành du lịch. Thì những cái lớp đó thì cho các bạn, thứ nhất là vừa giao lưu để mà học hỏi lẫn nhau, và những cái anh quản lý cũng sẽ training cho các bạn những cái cách mà đúng nhất, những cái kỹ năng mà chuẩn nhất để mà các bạn có thể đảm bảo tự tin để đứng trước phục vụ cho khách hàng. Hậu dịch COVID-19, tranh thủ các hội chợ, diễn đàn, sự kiện kết nối du lịch, Hiệp hội Du lịch tiếp tục quảng bá hình ảnh thương hiệu du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và các doanh nghiệp hội viên. Bên cạnh đó, bám sát chủ trương mở cửa của du lịch cả nước, Hiệp hội Du lịch vận động doanh nghiệp hội viên phát huy tinh thần tự lực tự cường, tích cực nâng chất lượng dịch vụ, cấu trúc lại sản phẩm. Cùng với nhiều giải pháp hỗ trợ từ nhà nước, du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu nay đã đạt đà phục hồi nhanh và mạnh, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút khách du lịch nội địa. Tổng lượng khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 đạt 12.613.314 lượt khách, đạt trên 396% kế hoạch năm. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú 3.873.692 lượt, đạt 314,17% kế hoạch năm. Điều đáng vui mừng là khách quốc tế lưu trú đạt 155.494 lượt, đạt trên 199% kế hoạch năm 2022. Doanh thu du lịch hơn 13.027 tỷ đồng, đạt hơn 190% kế hoạch năm 2022. So với cùng kỳ năm 2021, ngành du lịch gần như đóng băng. Đây là một con số ấn tượng, thể hiện sự trở lại mạnh mẽ của du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hiệp hội Du lịch cũng đã trước hết thì làm rất tốt cái công tác gắn kết tất cả các cái hội viên, phát triển thêm các cái hội viên mới, rồi tạo cái điều kiện thuận lợi để cho các cái hội viên sinh hoạt với nhau, tạo cái sức mạnh tổng hợp cho hiệp hội. Qua đó đó thì hiệp hội triển khai hàng loạt các cái công việc rất là thành công trong cái nhiệm kỳ. Điển hình như là cái công việc thứ nhất đó là cái công tác quảng bá thông tin xúc tiến du lịch. Qua cái liên kết này đó thì cũng đưa một cái lượng khách rất lớn về Bà Rịa Vũng Tàu và quảng bá cái thương hiệu Bà Rịa Vũng Tàu là cái điểm đến an toàn hấp dẫn. Kế đến đó là làm tốt cái công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Hiệp hội cũng đã vận động cho các cái hội viên làm mới các cái sản phẩm hiện có, rồi tăng thêm các cái sản phẩm mới để qua đó khẳng định Bà Rịa Vũng Tàu luôn luôn có nhiều cái sản phẩm để mà có thể đáp ứng được cái yêu cầu về một cao của du khách. Thưa quý vị, Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 4 nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong 2 ngày 6 và 7 tháng 1 năm 2023. Với tinh thần đoàn kết sáng tạo, du lịch Vũng Tàu nâng tầm cao mới, đại hội đã bầu ban chấp hành gồm 36 người. Ông Phạm Ngọc Hải tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Ngay sau đại hội, phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn nhanh tân chủ tịch Phạm Ngọc Hải. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin được trân trọng kính chào ông và xin được chúc mừng thành công của Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh. Xin chúc mừng ông đã tái đắc cử chức danh chủ tịch nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa ông, sau một ngày làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc thì đại hội của chúng ta đã thành công hết sức tốt đẹp. Nhìn lại thành công đó thì ông có những đánh giá như thế nào? Cái đại hội hôm nay đã khẳng định được là cái sự mà đồng lòng quyết tâm của cả một tập thể, các anh chị hội viên cũng như là ban chấp hành nhiệm kỳ mới, đặc biệt là cái sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban cùng các sở ngành, và với cái sự mà có nhiều quan tâm, nỗ lực và ủng hộ với Hiệp hội Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu cũng như sự kết nối chung tay cùng các du lịch, các hiệp hội, các địa phương, thì các tỉnh đã về đây và ủng hộ cho cái chương trình của đại hội, chúng ta cùng nhau thắt chặt kết nối để gắn bó hơn nữa và coi như là sát cánh với nhau để đưa cái du lịch Bà Rịa Vũng Tàu cũng như du lịch của Việt Nam phát triển trong những năm tới. Xin được cảm ơn ông và đề nghị ông có thể chia sẻ về mục tiêu cũng như những nhiệm vụ trọng tâm mà Hiệp hội Du lịch tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra. Với cái khẩu hiệu của đại hội đợt này đó là đoàn kết sáng tạo, du lịch Vũng Tàu nâng tầm cao mới. Chúng tôi muốn đưa ra cái mục tiêu rõ ràng và cụ thể là bám sát theo cái nghị quyết đại hội 7 của Đảng bộ 20-25 là phấn đấu đưa du lịch Bà Rịa Vũng Tàu sẽ phát triển thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế. Chúng tôi sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm như là có thể tiếp tục là coi như là quảng bá những cái hình ảnh Bà Rịa Vũng Tàu đối với du khách trong nước và quốc tế, kết nối cái du lịch Bà Rịa Vũng Tàu chặt chẽ hơn nữa với các địa phương, các tỉnh bạn xung quanh, đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ cũng như là miền Tây Nam Bộ. Đây là một trong những cái phải nói là cái tiềm năng rất lớn, cái nguồn cái lực khách rất lớn về với Bà Rịa Vũng Tàu. Và trên cơ sở đó thì năm 2023 chúng tôi đặt ra cái nhiệm vụ là sẽ tổ chức một loạt các sự kiện lớn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để kết nối vùng lại với nhau. Thưa ông, như ông vừa chia sẻ thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác lập tại đại hội lần này đó chính là công tác liên kết hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch vùng miền với các tỉnh thành bạn trong khu vực cũng như là trong vùng. Vậy thì với cái nhiệm vụ trọng tâm này thì Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh sau đại hội sẽ có cái chương trình hành động như thế nào để có thể cụ thể hóa những nhiệm vụ đặt ra? Chúng tôi tiếp tục là kết nối với các tỉnh bạn sâu và rộng hơn nữa. Đặc biệt là cái vùng Đông và Tây Nam Bộ mà tôi vừa mới đưa ra. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thêm, có thể là cái miền Trung và hoặc là miền Bắc, Tây Bắc hoặc Đông Bắc, để giới thiệu, để kết nối thêm với các tỉnh bạn về cái sản phẩm của Bà Rịa Vũng Tàu cũng như cái sản phẩm của các tỉnh bạn đến với Bà Rịa Vũng Tàu. Trong năm 2023 thì tôi nghĩ rằng nền kinh tế của chúng ta mà đang tập trung là cho cái việc mà coi như là mở cửa, đặc biệt là của đón khách quốc tế, thì Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là
tiếp tục là cùng với các cấp các ngành, cùng với Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng như Tổng cục Du lịch, và sẽ tổ chức các chương trình và đón các đoàn của quốc tế về để giới thiệu cái hình ảnh du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đối với khách du lịch quốc tế. Xin được cảm ơn ông, và một lần nữa thì xin được trân trọng chúc mừng ông cũng như là chúc mừng Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, chương trình du lịch 24/7 kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.